Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra cháy nổ, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, khu dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng cháy nổ, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Chợ Rồng, thành phố Ninh Bình là chợ thuộc loại 2 và là chợ đầu mối lớn nhất của tỉnh. Hiện chợ có gần 1.000 tiểu thương tập trung buôn bán nhiều mặt hàng, trong đó có nhiều mặt hàng dễ cháy như vải vóc, quần áo, đồ điện, hàng mã. Để chủ động phòng chống cháy nổ, Ban Quản lý chợ lắp đặt đưa vào vận hành 25 camera, hệ thống chữa cháy tự động trong khu vực chợ và được kết nối về màn hình đặt tại trụ sở của Ban Quản lý chợ để kịp thời theo dõi và xử lý các sự cố xảy ra. Chúng tôi luôn đặt cái nhiệm vụ là cái công tác phòng cháy chữa cháy lên hàng đầu. Từ chỗ đó thì chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền tới nhân dân trên hệ thống loa công cộng để nhắc nhở nhân dân đến chợ, nhân dân kinh doanh là chấp hành tốt cái nội quy phòng cháy chữa cháy tại chợ. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tổ chức lực lượng thường trực 24/24 để đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy, nếu như có sự cố thì phải chập cháy ra là chúng tôi xử lý ngay từ ban đầu. Cái thứ ba nữa là chúng tôi tổ chức khi ký kết với cả nhân dân về là đảm bảo về phòng cháy chữa cháy thì hầu như là các hộ kinh doanh đây 100% là chúng tôi đã có coi như cam kết ký hàng năm. Phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình được xác định là địa bàn trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao tại khu dân cư, nhất là tại tuyến đường Phan Đình Phùng do có trên 60 kiosk hộ kinh doanh mặt hàng vải vóc, quần áo. Xác định được các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra tại địa bàn, thời gian qua, Công an phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình đã chủ động đến từng hộ dân, yêu cầu các hộ ký cam kết an toàn phòng cháy và mở cửa thoát hiểm để khi có sự cố xảy ra có thể thoát nạn kịp thời. Các gia đình khu phố nói chung và gia đình tôi nói riêng thì cái việc phòng cháy chữa cháy, cái đơn giản nhất là các cái vật dụng trong gia đình phải đều được sắp xếp theo ngăn nắp, trình tự. Và khi trường hợp mà có sự cố xảy ra thì cách xử lý ban đầu đơn giản như thế nào, rồi đến lúc mà phải dùng đến bình bột để chữa cháy thì cái đấy là tất cả các gia đình hầu như là các cái bình cháy chữa cháy cá nhân là đều có. Cái việc phòng cháy chữa cháy của khu phố Vải Cân này là tương đối là chặt chẽ và được công an phường giám sát nhắc nhở rất là chu đáo hàng năm. Hiện tỉnh Ninh Bình có 109 chợ, trong đó có 3 chợ loại 2, 106 chợ loại 3 và nhiều chợ cơ sở vật chất đã xuống cấp, các trang thiết bị phòng chống cháy nổ chưa được đầu tư đồng bộ. Còn tại nhiều khu dân cư, để bảo vệ an toàn trong việc chống trộm, nhiều hộ gia đình đã bán rào sắt kín xung quanh nhà theo mô hình chuồng cọp và chỉ để một lối ra vào duy nhất là cửa chính. Trong khi đó, chủ yếu các gia đình thường xây dựng nhà theo mô hình nhà ống, diện tích nhỏ, hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi có cháy nổ xảy ra. Chúng tôi sẽ tập trung để chỉ đạo để thực hiện một số cái nhiệm vụ trọng tâm. Đấy, cái thứ nhất là tiếp tục thực hiện cái kế hoạch 151 của Bộ Công an. Căn cứ vào cái yêu cầu đấy của lãnh đạo bộ, tôi sẽ vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn và sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. Đấy, làm sao đó là để nâng cao cái nhận thức của người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy, cố gắng để hạn chế đến mức thấp nhất cái nguy cơ cũng như là cái cháy xảy ra đối với khu dân cư trên địa bàn. Đấy, cái thứ hai nữa là tiếp tục thực hiện cái kế hoạch để kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy các cái cơ sở đấy nằm trên địa bàn, đấy đặc biệt là các cơ sở lớn, các cơ sở nguy hiểm cháy nổ cao, các cái chợ, trung tâm thương mại đấy và các cái cơ sở nằm ngoài trong và ngoài các khu công nghiệp. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra 6 vụ cháy, tuy chưa thiệt hại về người nhưng gây nhiều thiệt hại về tài sản. Để chủ động phòng ngừa, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục tiến hành rà soát, kiểm tra, bổ sung 100% phương án chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy và bố trí lực lượng tuần tra, canh gác phát hiện và dập tắt kịp thời các đám cháy. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.